Đồn giáp đế chân mọi người nhá. Tha đu. Tha đu chân này. Tha đu. Tha đu. Tha đu. Tha đu. Em chủ. Em đi em chỉ đáp như này thì em rất nhanh đọc. Thu sa 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 thu đi hà nội nhớ rồi bao nhiêu mà xí để đi mà đi tra vào ra bỏ ra vào phong yêu mà yêu này giờ để biết là nàng anh đã làm bao nhiêu rồi còn đó cô nhà mình anh anh đã đi về cái xe rồi nhà này là bây giờ đi xong nhà xe rồi le đi được làm mà đến nay cũng rồi nhớ rồi bỏ ra xong mà ở ra ở mà đi xong ở đây rồi ai hoàn toàn chưa nói để chỉ có làm mà để phong chỉ để chế bá sĩ lo sau đó à long á mệt đã bồ đà nó còn sẽ bá đi à duyên lành à ta trưa ngày hôm nay tại Nam Định đủ duyên lành các ngài tam tạng cùng chư đại đức miên ma đến đây tại ngôi chùa đến đây là cái nơi là không ngôi chùa Theravada các ngài rất là hoan hỷ khi đủ duyên đến đây và các ngài đến đây gặp được các thiện nam tín nữ thì các ngài cũng rất là hoan hỷ và các ngài chúc cho tất cả luôn được an vui. Rồi con luôn là thế này rồi rồi giờ là để khám mà bây giờ để khám mà rồi anh em nghe lên nhớ rõ nhé. Khổ rẻ đi áo mẹ thế gà ta bố rì ta tốt đàn lô khổ rẻ dù rô gàu ở đây nhà này bí dụng rẻ dù rô gàu lô
Đối duyên lành thì trưa ngày hôm nay, ngày Tam Tạng 11 sẽ thuyết giảng, sẽ giảng dạy, sẽ ban cho chúng ta một cái thời pháp trong kinh điển của Đức Phật. Thì bài pháp của ngày hôm nay, của trưa ngày hôm nay với cái đề tài là Sapurisa nghĩa là sao? Sapurisa Sutta là nghĩa là sao? Là bài kinh thuộc về bậc thiện trí, người có trí tuệ. Sapurisa nghĩa là người có trí tuệ, là người có hạt giống trí tuệ. Saburido bhagavaya gulesaya mano bhuno sananda adhaya hidaya dukhaya hodi yanore paridale vaduro se amya ro baburida lo khore turo gao adi le ma nyan pinya ne pison do swan ye tatti shi tu tu ye gao de ya loka ma phit twan bo paw la me so yan de lu mya swa chan da de. Sapurisa là người thiện trí, là người có trí tuệ. Có một đoạn Bali trong ngài có trích một đoạn Bali như thế này: Sapuriso fikave kule cha yamano bahuno cha nasa athaya hitaya sukhaya hoti. Có nghĩa là sao? Là bậc thiện trí khi có mặt ở đời sẽ đem đến sự an lạc cho nhiều người, sẽ đem đến sự an vui cho nhiều người. Có nghĩa là sao? Khi người thiện trí có mặt ở thế gian thì bậc thiện trí sẽ đưa đến sự an vui cho tất cả, không đem đến khổ đau cho bất kỳ ai cả. Mà bất kỳ ai trong cuộc đời này mà được gặp những bậc thiện trí như vậy giữa cuộc đời ấy, thì luôn luôn được thừa hưởng cái sự lợi lạc. Đó. Thì ta bồ tát lo cơ rể đi làm đi làm mà nên bây giờ này xoay ra đây chỉ đồ đi học bây giờ chúng tôi mà bỏ vào làm sao vậy bây giờ chúng chăn đó rể giờ đi học mà bỏ vào làm sao vậy thì giờ luôn chăn đó rể nhiều ngày mà bỏ vào làm sao vậy thì nhiều ngày luôn chăn đó rể nàng ngày mà bỏ vào làm sao vậy thì nàng ngày luôn chăn đó rể. Bậc thiện trí là người có trí tuệ. Sapuriso, bậc thiện trí. Bậc thiện trí sống ở gia đình thì sẽ đem an lạc hạnh phúc cho gia đình. Bậc thiện trí có mặt ở thành phố, xã hội, thành phố, ngay cả trên một đất nước thì sẽ đem an lạc cho thành phố đó, cho đất nước đó. Cũng vậy, bậc thiện trí là người đem hạnh phúc đến cho tất cả. Number one. Prudential là thế rồi nhé, Madhabiduna, Adhaya Hidaya Dukhaya Hodi, mấy bà đình chán là thế, ở Duro Gang Soro đi nhận xí thế, đúng mà, mấy bà có lâu chưa, mẹ ngà mấy bà lâu chưa nhé, mấy bà đi Jesus nhà thế, mấy bà có ngà mà lâu chưa đã hoàn xí thế, so bi ro đi nhận xí bi ro, mấy bà có ngà mà mình biết rồi thế, sau đó chưa thế, ở đây sao biết thế. Tông bộ bê sang bê rê, nè yà thang sĩ sang bê rê. Chà mà yà sông xeo bê rê, sà tì yà bè, ái lò lò bê rê khà mà. Chì tù rò gàu, tà bù rì tà, mì bìu bì rò, mì bà rì chàn tà rê. Ngài sẽ nói chúng ta về năm cái sự lợi lạc khi bậc thiện trí. Buriso sẽ đem đến cho năm đối tượng. Năm đối tượng sẽ được bậc thiện trí đem đến cái sự lợi lạc. Thì cái đối tượng đầu tiên là Mata bitunang athaya hitaya sukhaya hoti, có nghĩa rằng là bậc thiện trí khi có mặt ở đời sẽ đem đến sự an lạc cho cha mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì bậc thiện trí là người có trí tuệ. Người có trí tuệ thì các ngài sẽ hiểu rõ được các công ơn cha mẹ, rất hiểu rõ các công ơn của cha mẹ là người đã nuôi dưỡng. Và bậc thiện trí luôn luôn hiểu rõ sâu sắc về cái điều đó, thì bậc thiện trí sẽ có cách sẽ biết cách phụng sự đối với cha mẹ và sẽ làm trọn vẹn cái hiếu thảo khi có cha mẹ. Người thiện trí sẽ luôn luôn đem đến cái sự an vui, cái sự hạnh phúc cho cha, cho mẹ của mình và không bao giờ làm đau khổ cha mẹ của mình. Là bậc thiện trí luôn luôn sẽ đem đến cái sự lợi lạc trọn vẹn đối với cha mẹ. Nabadu Bouda Dharana Adhaya Hidaya Dukhaya Hodire Trogong
bây giờ chỉ đưa con họ mình biểu biểu rồi nãy nè 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 ta tự mình để sinh em ra để lấy học gia đình chăn đó để thì nhà mà ta bồi ra khỏi ra đưa con đi học gia phi này mà soi em đã đưa mình biểu biểu rồi sinh em ra để chăn đó để ngã sinh em ra họ ngã từ từ xa xa chăn đó ngã lúc chui ra mà ngã mặt đau anh xí để lo ai lo để nhà thế biểu rồi biểu số bê để sở hữu sinh viên chăn đó để cái yếu đi nhà mà bây giờ đã có rồi đủ rồi không đi mấy má phi này mà suy nghĩ lại về ở ngay ở nhà chăn đó ngã lúc bây giờ mà ngã mà đau anh xí để số bì rồi ở nhà có để để cha cha chăn đó anh biểu số lâu chưa để chỉ rồi đi bao giờ mới biểu số ba lần chăn đó để bao nãy bây giờ là ta đã mới số là xí là ta đã mới giờ là để khám mạch lại về đi đó đi đó mới đi ngã mặt đau anh xí để đi đó đi đó mới có ngã biểu số bây giờ mà ngã bị nhà tiền bây giờ mà sao sao xem bây giờ phải đi bây giờ mà bây giờ tiền bây giờ khám mạch lại xí vậy phải đi bây giờ ngã mặt đau anh xí để u sa bây giờ ta đã mới đi có con ngã mua mua biểu số sáng sớm bây để sau đó chơi ở đan sa web bê ok ali ở zo ai vừa lại cái telephone web bê sau đi ăn bò bình nhà tiền bê alo số rồi đó đi bình nhà xí đồ gang am yo da đồ mò am yo da miếng miếng biểu biểu sinh viên ở trên chăn đó rồi lấy áo giặt trên chăn đó rồi đào mi trên chăn đó rồi ra nhà bình nhà xí đồ gang em đây mà đang bố xí rồi. Cái lời là cái đối tượng thứ hai mà bậc thiện trí sẽ đem đến cái sự an vui lợi lạc đó là Buddha Dana Dharanang Athaya Hitaya Sukhaya Hoti, có nghĩa là bậc thiện trí khi có mặt ở đời sẽ đem đến cái sự an vui an lạc cho vợ chồng con cái. Ngài Tổ Tạng 11 ngày nói rằng nếu bậc thiện trí là người nam á, thì người nam đó, người thiện trí đó sẽ đem đến cái sự an vui và làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha, và đem đến cái sự an vui cho người vợ, đem đến cái sự an vui cho người con, người cái, tất cả con cái, vợ con. Bậc thiện trí là người nam sẽ đem đến cái sự lợi lạc, sự an vui trong cuộc sống. Nếu mà bậc thiện trí là người nữ á, thì người nữ đó, người thiện trí đó sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ và chăm sóc cha, chăm sóc chồng, chăm sóc con cái một cách trọn vẹn. Cũng vậy, bậc thiện trí là người nam, người nữ sẽ đem đến cái sự an vui, an lạc cho vợ chồng, con cái. Như con cái, bằng chăm sóc con cái bằng cách rằng hướng dẫn kiến thức, tạo cơ hội để cho con cái có kiến thức, tạo tất cả mọi điều kiện giúp cho con cái có sự nghiệp. Cũng vậy, bậc thiện trí sẽ đem đến cái sự lợi lạc trọn vẹn đối với vợ chồng con cái. Đó là cái đối tượng thứ hai mà bậc thiện trí đem đến cái sự lợi ích. Number 2, number 3, Dhaba Kamagrana Adhaya Hidaya Dukhaya Hodi Sekhanwe alo tụi mày nhớ mà để bây giờ chỉ đưa con đi học ở trường biểu biểu rồi đa đa số là ai mà khai sinh này để bao giờ rồi rồi ai mà mấy mi cả lúc ấy sao đấy đa đồ mấy anh sẽ khai này để thằng mấy chắc khai này bao giờ rồi bán xin lúc khai này bao giờ rồi thì bao giờ rồi ngồi lại về bây giờ chỉ đưa con à ô tụi bán xin lúc bây giờ thằng mấy này hành xếp bây giờ đồ xem bây giờ đúng rồi vậy đó mà sáng sớm bây giờ mình đã hoàn xí rồi, sau bây giờ các ông mua mua lên đúng rồi, sau đó để chơi rồi, vừa đan sa rồi vừa bê rồi, bây giờ này là giải cái gì các ông mua luôn là ông bê rồi, ai rồi xí miếng để khám mà sẽ khám đi chăn đó đấy, cái mà cái ra số ra cái rồi, mấy miếng rồi, xí vậy lâu để lâu ngày này mà là giải giải hoàn thành này bỏ lâu lâu để ở địa cầu bao lâu, ra ở lâu ra bao lâu, sao địa vậy na, lồng lồng lâu lâu, đủ mi da zu sa vận nề ye, xem bi ao, bây giờ mẹ, số tiền nhận thế, bi ro bi re, ở đi đó đi, lâu lâu mà đi chăn đó đi bỏ, ta chẳng đi, ai mà xí re đi, khai nề re, xem khai nề, lâu lâu mà đi số ra, mi mi ro nè, ở đâu đó qua, nề thay ra đi, đôi em na, yếu chi vào đi. Thầy nói đúng rồi, con ông mà
mà biểu dụ vô suy droga dukkha bere khama mà hô đà rin chà mi lô đà khama mê mê rô mà sinh yên dukkha yau đà đê si vô y lê biết đà đê đê an rê vā sô yên yà rê bà chàng lê ai mà an ní gà em yên nê rê dù chàng đà chàng droga gà ngà mô vàng lê à biểu dụ thà mê suy bì yà chì droga ngà sô rô dù à dì rê à dì bò gò rê hà ngà rô mà đà vàng xì rê thì bao giờ thì cha biểu dụ tha mà ngài rồi Andre le long chung me đồ đồ le công me so bi ro công mà biểu dụ le kha ma cha Allah lo gọi là em mà khai sinh le khai sinh le cái mà gra lo gọi là lo đồ mà le chăn là le bây giờ chỉ đồ công ai lo đam bố chi vậy le cái đối tượng thứ ba mà bậc thiện trí sẽ giúp cho đến dẫn đến cái sự an vui lợi lạc đó là dasa kammaka tanang athaya hita ya sukha ya hoti, đó chính là khi bậc thiện trí có mặt ở đời thì bậc thiện trí sẽ đem đến cái sự an vui lợi lạc cho đồng nghiệp, cho người làm việc, cho người làm công. Bởi vì sao? Bởi vì bậc thiện trí là người có trí tuệ, họ sẽ hiểu rằng những người xung quanh mình giúp đỡ mình thì mình sẽ tìm cách để hỗ trợ cho họ được đầy đủ. Khi họ được đầy đủ thì họ được an vui, họ an vui thì bản thân mình cũng được an vui. Cũng vậy, Ngài nói rằng những người xung quanh trong cuộc sống mình, những người nấu ăn cho mình hay là những người họ làm công hay là họ dọn dẹp nhà cửa cho mình, thì nếu mà mình đối xử tốt với họ, mình luôn luôn tìm cách cái sự để giúp cho họ được không bị thiệt thòi, giúp cho họ được đầy đủ, cố gắng để tâm để đến họ đó, thì họ được an vui, được an lạc. Thì cái cách sống như vậy là cách sống của bậc thiện trí. Bậc thiện trí luôn giúp đỡ, luôn luôn hướng đến giúp đỡ những người khác, những người xung quanh, những người đồng nghiệp của mình luôn luôn đầy đủ, không bị thiệt thòi bất kỳ điều gì cả. Bởi vì sao? Nếu mà mình không giúp đỡ họ ấy, thì mình cảm thấy có lỗi. Nếu mà mình sống không có sự quan tâm những người đồng nghiệp, những người làm công, những người giúp đỡ mình, nếu mà mình không giúp đỡ họ một cách trọn vẹn ấy, thì mình cảm thấy lo lắng, cảm thấy có lỗi, tâm của mình sẽ trở nên bất an. Đó, mình sống không có sự công bằng thì như vậy sẽ không được tốt đẹp. Bởi vì sống như vậy thì không thể gọi là cách sống của bậc thiện trí được. Bậc thiện trí luôn luôn hiểu rõ, luôn luôn đem đến lời lạc cho bất kỳ những người nào xung quanh. Vậy cái đối tượng thứ ba mà bậc thiện trí đem đến cái sự lợi lạc đó gì? Đó là đồng nghiệp, những người bạn, những người làm công xung quanh mình. Number four. Mấy suy tính nghe yên bằng lên với chân là rê, suy mưu rin chân là rê rê. Sở rô lưu rì mà, mấy mì rô nghe dân á bè, tuy bì rô chân nè bè, mấy suy bằng lên tính nghe yên hình xích đà lô. Chỉ bì mà, si vô yê lông ngay lô đẹp hà mà, tuy sông bằng lên nhà rê, mấy suy bằng lên hình xích rê. Sở rô đi tính nghe yên bằng lên sô ra, adu tua adu la adu sa bi do dia kaisa dia akunyi song ywe khe pu re a jin maw mya soa da yang jizu mya re pinya shi thuro gao phit de pogo wa ara go ti de nyan shi de twe chang o nga tang ngai jin nga mai swe nga paung de nga bo ma le tu jizu pyu ke re di de shin ga ma nga ma pye song ne re to go nga ga Jesus biu a me so bi ro di de kha ma ko wa le swan nai de kha ma lou be de la yin chwe de sao taw de tamen chwe de la phe ye dai de le son bi si rin we be de o na son 30 a pe san nin be de si wa ye lou ngan lou wa dwe a ku nyi de mwe je rin a yan nin thop be de so ro di me swe a baung de rin chan da de na bi ro swe myo so ra xí rẻ tụi ta đua xe để xuống nhau đi, mấy cái anh phải cả, ba cái anh phải cả, ai lo miếu xuôi đi ngồi đây, biết mình thay à bố, à là nhà đi đến ha, xua ra nhà đã cả nên sao đến cả ha, mèn là xua ra xí rẻ, bây giờ xí đồ rồi không, chết đẹp bao giờ, đi rẻ, à đâu, nhà xua bây giờ hồi đấy, nhà đã cả nên sao đến cả ha, mèn là xuôi miếu rồi bố bê cái anh chị đi.
thâu ban giờ thì chi vô giàu khán giả giàu ông nhân giàu mang lại chiếc đế lô đi đế đôi giàu suy nghĩ đến hội biết mà tha vô chui đế bê đế bây giờ này bê đế tung suy vô bê đế ai nhân đi rồi chi vô lâu vô thâu bê đế số đấy khám mà đi bây giờ chỉ đủ rồi gang họ mới biểu hiện rồi bây giờ bằng đây này khán giả đế suy nghĩ đến khán giả đế bây giờ chỉ đủ rồi gang số rồi ai đi lô em ạ đang phô chi vào đấy. Đối tượng thứ tư mà bậc thiện trí khi có mặt ở đời sẽ đem đến sự an lạc, đó là Mitta Machanang Atta Yahita Yasukha Yahoti. Có nghĩa là sao? Là bậc thiện trí khi có mặt ở đời sẽ đem đến sự an vui, lợi lạc cho bạn bè thân hữu của mình. Bạn bè thân hữu của mình, bạn bè thân hữu có thể là nói theo kiểu gì, như bạn bè lúc nhỏ, chơi bời, những lúc mà chúng ta buồn chán, những người bạn nhỏ lúc tuổi trẻ của mình, hay là những người bạn lúc chúng ta làm việc, hay là bất kỳ người nào chúng ta gặp qua trong cuộc đời này có thể xem đó là bạn bè thân hữu. Vậy bậc thiện trí luôn luôn đem đến cái sự an vui, sự lợi lạc cho những người đó. Người thiện trí luôn luôn tìm cách để giúp đỡ khi bạn bè thân hữu của mình gặp khó khăn, luôn luôn tìm cách hỗ trợ, luôn luôn đồng hành, luôn luôn giúp đỡ. Bởi vì sao? Bởi vì bạn bè thân hữu là người đồng hành mọi lúc mọi nơi trong cuộc đời của chúng ta. Vì bậc thiện trí hiểu được điều đó và luôn luôn tìm cách đối xử tốt đẹp, lúc khó khăn giúp đỡ, lúc người ta thất bại cũng giúp đỡ và hỗ trợ cho những người bạn thân hữu của mình đạt được cái sự an vui, cái sự thành công trong cuộc sống. Cũng vậy, bậc thiện trí khi có cái đời sống biết chăm sóc, biết đem đến cái sự an vui cho những người bạn hữu của mình ấy, thì bậc thiện trí không bao giờ đem đến cái sự khổ đau hay là cái sự thiệt hại hay là bất kỳ cái sự mất mát nào cho bạn bè thân hữu của mình. Bậc thiện trí xuất hiện ở đời chỉ có đem đến cái sự an vui tốt đẹp cho bạn bè thân hữu. Tamana brahmanana adhaya hidaya dukhaya hodi pinya sidro gaundiya go me byo biro yahan langa ren chanda re tro zen ren chanda re re tro zen sora yahan langa ren sora tro ma kyan tha re lila gong ta di tamadi gong ta di pinya gong ta di swan yin ta di de shi tro di yahan langa re lu kan pa go re tro zen ne mấy mấy anh chị yêu là đấy khà mà bây giờ chỉ đồ gạo ngà, thì đấy, ô, thì bây giờ chỉ đồ gạo nuôi sò ra, em mà đã mua miếng để bao gói, thì bao gói ngô, ngà ro, à là sao đó là lula ya mình suy em, ở đây sao là lula ya mình suy em, ở đông sang bây giờ lula ya mình suy em, cho mà cứ đồ đấy, nhà đấy, thì bây giờ chỉ đồ gạo xí cả. Thế giới các con ngon mồm mà bố đưa ra giá gì ở đây. Cú đồ này ạ cú đồ khuê cha bí rô. Thế giới các rì nà lạ yà mẹ suy yên. Đi bình yà chí đồ gàng hô bí rì thế giới các rì ngô nà chá yà mẹ suy yên. Lù ạ mẹ hà. Ả cú đồ đi ạ rì xong bí rô cú đồ đi ạ rì dù rì khá mà. Chẳng đạo khuê yà chá mẹ. Ả rì lô tu sê thị mà dì rì nà lì rì. Nà lì thà bó bó đưa đưa chàng lì vè. Lưu rè, yàn tà gà rì nhuà lạ rè khà mà, xuân gà dè, ọ thịa tè ngà nè lưu rè, ọ bì xì lè bà duè, nò gà mà rè lưu rè, sà tì yà bè, ai lưu rè nà rò, yàn tà gà rì, chàn tà rè, dù rò xè nè chàn tà rè, dà gà bà lò mà, dù nè yà nè dù, dì lạ tà mà rì bì nhà nè bì zòng yà rè, dù rò xè nè yà xì nè yà, dì dù rò xè nè xì nè rè duè, tôi xin anh nói ra, để anh mà đi học bio bia đa bê ra cả mà, à, ta cứ đuổi em chứ để bây giờ lúc chưa vào cứ đuổi ra đấy, nhà hàng nào bu số vào cứ đuổi ra đấy, đúng nhà của phải đa của, xin nhà đâu có giàu nề ra bao gồm nhà của cô nhi bé vào cứ đuổi ra đấy, đi đi ăn sáng đi, cha ra cả mà, các mong cứ đuổi lâu đấy,
မဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့သူများတဲ့မတတ်နဲ့သူများဥစ္စာမတရားမယူနဲ့သူများအညာရမဖြစ်စီနဲ့သူများစီးပွားပြောင်းလေးမပြောနဲ့မွေးစေဝမတော့နဲ့တရားရင်ရှောင်းမှာလို့ဒီတရားစကားတွေဟောပြောပြတာတဲ့အခါမှာဒါရင်ကိုကြားနာမှတ်တရားလို့လူများစွာဟာအကုသိုလ်ရင်ရှောင်းနေအကုသိုလ်ရင်မလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုးရုံမဖြစ်ဘူးဗော ได้ชีพิโซบามาเลกาวเนตะมะลวนบัวมาแล้วเวงายเยตระษันเปตตะอตุรเกบัวไม่หยอกบุลุบัวไหนบัวยาภิโรลุชันตานัชันตาดาเรมกะพุทธะอกุตังฆาเรงโกหลุเรด้วยจองนิพพานชันตาที่อองยาจะมาဖြစ်တယ်ดาจะปัญญาชีตรโกงเตียโกอเมเปียวภิโรยะหันตังฆาเรงตรโรเซนิชันตาเรตรโกงสรอะไอ้หลุตันโพชีบาเร Đối tượng thứ năm mà khi bậc thiện trí có mặt ở đời sẽ đem đến cái sự an vui, sự lợi lạc đó là gì? Mít. Đó là Samana Brahma Nang Atha Yahita Yasukhaya. Bậc thiện trí khi có mặt ở đời sẽ đem đến cái sự an vui, sự lợi lạc cho các sa môn, bà la môn hay là chư tăng, những bậc có giới hạnh, có giới đức. Bởi vì sao? Bởi vì bậc thiện trí là người có trí tuệ, hiểu được điều nên làm và điều không nên làm. Điều thiện cần phát triển, điều bất thiện cần tránh xa. Bậc thiện trí luôn luôn hiểu rõ về cái điều đó. Bậc thiện trí khi gặp được những bậc đáng cúng dường thì bậc thiện trí sẽ tìm cách để cúng dường, tìm cách để cho đi, để trau dồi phước thiện. Bậc thiện trí luôn luôn biết cho đi, luôn luôn tìm cách để tạo tất cả những phước thiện. Bậc thiện trí luôn luôn hiểu về giới, những cái giới như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say, những cái giới bất thiện như vậy cần tránh xa, những cái giới điều giới, những cái bất thiện như vậy cần phải tránh xa, cần phải gìn giữ trong sạch. Và bậc thiện trí luôn hiểu rằng chính cái đời sống tốt đẹp của mình trong hiện tại sẽ đưa đến cái sự an vui trong nhiều kiếp sống trong tương lai. Cũng vậy, bậc thiện trí khi xuất hiện ở đời sẽ đem đến rất nhiều sự an lạc cho các sa môn, bà la môn, những bậc có giới hạnh. Đó là cái đối tượng thứ năm mà bậc thiện trí khi có mặt ở đời sẽ đem đến cái sự an vui lợi lạc. ပြေကတော့မောင်ဆောင်ဆရာတော်လေးပါပြေကနှပုံဆောင်ဆရာတော်နှစ်ပါးချွတ်ရောက်ပြီးတော့ဗျက်နာနိုင်ငံကိုဗျက်နာနိုင်ငံဒကာရမတွေပြင်ပစ်တဲ့အတွက်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလူရတန်းရဥဒ္ဓမာရတိဆရာလေးတို့နာနမလာတို့ကဒီမှာဥဆောင်ပြီးတော့ပြင်လာကြဆိုတော့ဥဒ္ဓမာရတိတို့ဆရာလေးတို့နာနမလာတို့ဆိုတာဗျက်နာနိုင်ငံသားတွေ ပြေနာနိုင်ငံသူတွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ကအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဩပိရိကသုဘုံဆောင်ပိရိကနှစ်ဘုံဆောင်ဆရာတော်ရင်ကိုငါတို့ပြေနာနိုင်ငံကိုပင်သွမ်းမယ်ဆိုရင်ပြေနာနိုင်ငံကဒကာရမတွေဆရာတော်ရင်ဖူးခွင့်ရတဲ့အခါမှာတမနာနိစ္စဒသနာမင်္ဂလာဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဒီဆရာတော်ရင်မိမိတို့ဆွမ်းအားရှိသလားဆွမ်းသင်္ကစသည်လူတန်းခွင့်ရတဲ့အခါမှာ လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရကြမယ်အဲလိုအသိဉာဏ်လေးထဲ့ပြီးတော့ပြန့်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဗျက်နာနိုင်ငံတဂရမတွေဩဇန်နဝါရီ26ရက်ကစပြီးတော့ဟိုချီမဲ့ဩဖူကွကျွန်းစတဲ့အပြင်ဒီဘက်မှာဒါနိုင်ရွှေရောအဲကုဆွေနာအာအလာနန်ခန်တို့ဒီမှာစတဲ့အပြင် ဟန်ဝမ်တို့ဒီနေရာမှာဆရာတော်ပြေနံကတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနေကြွားတော့တဂါရမရင်ပြေနံတဂါရမရင်ကလူရတယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေအသုံးဆောင်တဲ့အများကြီးနဝကမရင်အလူငယ်တွေကအများကြီးဆရာတော်ရင်သာသနာပြုနိုင်အောင်ဆိုလူရတယ်ဒါကြောင့်ဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ပြေနံရဟန်းတို့ဥဒ္ဓမာရတိပြေနံတရာရှင်တို့နန္ဒမလာတို့ Ngài nói rằng cũng như vậy
Đó là năm lời lạc mà bậc thiện trí đem đến. Thì Ngài nói tiếp rằng duyên lành các ngài Tam Tạng cùng chư Đại Đức Tăng Myanmar đến được Việt Nam. Các ngài đến được Việt Nam không phải là tự nhiên đến được mà có sự hỗ trợ của nhiều người. Bởi vì khi các ngài đến Việt Nam thì có duyên lành, tạo được nhiều cái duyên lành cho nhiều Phật tử được chiêm bái các ngài, cúng dường đến các ngài. Thì những người hỗ trợ các ngài đến đó có thể được xem là Sapurisa, là những người thiện trí. Bởi vì tại sao nói như vậy? Bởi vì những người đó họ hiểu biết được về phước thiện, họ hiểu được cái sự lợi lạc của Tăng là gì, họ hiểu được các công đức của Tăng, cái ăn đức của Tăng rất là đầy đủ, hiểu được cái phước thiện khi mà có cái sự tiếp cận cúng dường. Cũng như vậy, Ngài nói rằng những người mà hỗ trợ chư Tăng các ngài Tam Tạng đến đây thì cũng thể được xem là Burisa, Sapurisa, là những bậc thiện trí. Bởi vì sao? Bởi vì khi các ngài đến đây, Phật tử có cơ hội cúng dường và đem đến cái sự lợi lạc cho Phật tử và người, và cả chư Tăng các ngài Tam Tạng cùng chư Tăng Myanmar. Yasuabia ho jaro moa do maburita droga, pinya si droga siyawe a. Josa java, number di ala, mipari chanda a. Lobi java, number nega, tadamire, zinimia re, leo jare, chanda a. Lobi java, number donga, aima kanzere, lodomare, chanda a. Lobi java, number le ne ne, may sweet bound at the yene. Chandang swimyoring chandang lobe java nabangani ne yandangari drozene yalarekama di drozene chandang lobe java ailo taburida drogansi and wen biro luchanda ne chanda ne ban chanda di yashi kainzana java zelo batana biu yuyen saroro ye dema owaragrago nigo obare. Sapurisa là bậc thiện trí, là người đi đến khi có mặt ở đời sẽ đem đến sự an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, Ngài Tam Tạng 11, Ngài nói rằng Ngài mong rằng tất cả chúng ta có khả năng, mong chúng ta có thể sống được như vậy. Chúng ta có thể sống được như bậc thiện trí. Bậc thiện trí sẽ luôn luôn đem đến năm sự lợi lạc. Lợi lạc đầu tiên là gì? Lợi lạc đầu tiên chính là cho cha mẹ. Lợi lạc thứ hai là cho đồng nghiệp, người làm công, người làm việc. Cái đối tượng thứ ba là cho bạn bè thân hữu. Đối tượng thứ nhất là lợi ích cho cha mẹ. Đối tượng thứ hai là vợ chồng con cái. Đối tượng thứ ba là đồng nghiệp, người làm việc. Đối tượng thứ tư là bạn bè thân hữu. Và đối tượng thứ năm chính là các sa môn, bà la môn hay là chư tăng, những bậc có giới hạnh. Ngài nói rằng mong rằng chúng ta có thể sống tốt đẹp và sống trọn vẹn được giống như bậc thiện trí như vậy, làm trọn vẹn bổn phận của mình tốt đẹp. Và Ngài chúc cho tất cả chúng ta sống tốt đẹp như vậy để làm nền tảng an vui trong kiếp sống này và nhiều kiếp sống trong tương lai. Ngài chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn sau này sẽ được an lạc hạnh phúc ở cõi người, cõi trời và niết bàn. Ngay bây giờ thì các ngài Tam Tạng cùng chư Đại Đức Tăng sẽ tụng kinh tâm từ để cho tất cả Phật, tất cả mọi người ở nơi đây. Và Ngài mong rằng ngôi chùa nơi đây sẽ phát triển, tương lai sẽ phát triển, và mong cho tất cả nam nữ Phật tử luôn luôn tránh được những điều nguy hại trong cuộc sống và luôn luôn được an vui hạnh phúc. Thì ngay bây giờ các ngài sẽ tụng kinh tâm từ, mọi người cùng lắng nghe. Mamanda sakawale tu adrake sandu dewada tadamma munirasa tratunandu dagamakada Dhamma tona kalo ayam badanda, Dhamma tona kalo ayam badanda, Dhamma tona kalo ayam badanda. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Namo-dhata-bhagavad-do-rahat-do-tama-tambo-dhata-yata-num-bhava-do-yakha-ni-va-dhata-ne-ve-dhana Yami-si-va-nu-yong-san-do-ra-ten-di-va-ma-dhan-di-do-tukhan-tupati-tau-do-sa-bhava-ng-ki-si-na-ve-ta-di Ewa-ma-di-gu-nu-ve-dhan-ra-i-dhan-dhan-dhan-dhan-ma-he Karani-yam-ma-ta-ku-ta-le-na-yan-dh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 
ni tan đa ta go sa tu ba ro sa ba ke so sa ta la hu ga wa di tan den ri yo sa ni ba go sa a ba ga bo ku le to na nu ga do na sa ko da ma sa re ke si ye na wi yu ba re ba wa de yong tu ki no wa ke mi no bu tu ta ba ta da wa no tu ki da da ye ge si ba na bu da ti da wa ta wa ra wa na wa de ta Diga wa yewa maham da misi marata ga nunga dhula Teja wa yewa ade ta yewa dure wa nadi awi dure Buddha wa tawa yati wa tabata da buandu tu kita da Na pro prang ni kau beta nadi menyeta kata sina gengsi Biaro tana beriga tinya ningnya menyeta duka meseya Maranya tani yang bauda mayuta eka bauda manureke Ewa mita pabude tu manatang bawa ye abari mana Mide sata bano kata me manatang bawa ye abari mana Mide sata sadri yesa atang bara awe ramata pada Edan serani de no wadi ano ya wadata wida medo Edan terindi de abrama meda wihara mida mahu Edan sanu bagama dila wadatri na tambano Kami dunia kira na isa duga bati ya punaridi Idi pita baka warahan tamo tambodo Wisa serana tambano duga dalaka widu Anodara purita dhamma taraji Madadiwa manutana bodo bhagawa Pagado bhagawa dadamo Manditiko agaliko Eimbatiko baniyiko Visadang warita bhavinyuhi Tupribano bhagawa dhota wakatango Usupribano bhagawa dhota wakatango Nyayamribano bhagawa dhota wakatango Tamisa peribanda bhagavata tawakatango Yadida sadari purita yugani ada purita bhagala Eta bhagavata tawakatango Auneyo bhauneyo Dekineyo ensrikaraneyo Anodra punya kedan lakata Iwan buddhantra dananda mantangin sabekawo Piyangwa sambitadan walam hantona hedadi Yang dunia meda awam yang lain sah. Kiosa menapa tak guna tak tado. Bapak kehodu dobi na aganda. Pada nombor wina wina tak mendo. Yang dunia meda awam yang lain sah. Kiosa menapa tak guna tak tado. Bapak kehodu dobi na aganda. Tema nombor wina wina tak mendo. Yang dunia meda awam yang lain sah. Kiosa menapa tak guna tak tado. Pabe ko tuto bina aganda, panganu bawi na wina tamendo, pawadu taba mingala rekan tu taba dewada, taba buda nu bawi na dra duki pawandu de, pawadu taba mingala rekan tu taba dewada, taba dama nu bawi na dra duki pawandu de, pawadu taba mingala rekan tu taba dewada, Tapa tangga numba wina teratu kibondu de, tapi dia wujud tu toko roga wina tadu, madi bondu antraya tu kidi kayu ko bawa, abiwa dana dilena nisa woda basa ino, sadaro dama wadan tu ayu wono sukang balan, satu satu satu. Sadu, 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 s